Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên. Chào mừng mọi người quay trở lại. Ngày Ronaldo làm các đàn anh Black, Lampard, khách muối mặt. Năm 2009, trên sân nhà Old Trafford, Quỷ Đỏ đánh bại Chelsea với tỷ số cách biệt 3-0. Ba bàn thắng của MU được thực hiện sau các pha lập công của Vidic, Wayne Rooney và Berbatov. Ronaldo dù không lập công, nhưng anh là một trong những người thi đấu chói sáng nhất giúp đội nhà ghi ba bàn không gỡ. Cùng xem lại trận đấu ngày Ronaldo làm các đàn anh Black, Lampard, khách muối mặt nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Chelsea trong đầu thế kỷ 21 đã vươn lên trở thành thế lực của bóng đá Anh và châu Âu. Đội chủ sân Stamford Bridge đã giành được rất nhiều giải thưởng, đặc biệt trong đội hình của họ luôn sở hữu không ít những nhà vô địch. Có thể kể đến những huyền thoại của The Blues như Frank Lampard, Paul Lech hay Peter Cech, nhóm quyền lực đen tại Chelsea, những cầu thủ có thể sa thải bất cứ huấn luyện viên nào mà họ cảm thấy không thích. Vậy mà trong một đêm lạnh ở Old Trafford, đội hình huyền thoại trong lịch sử của Chelsea lại bị Ronaldo kỳ ấy mới 24 tuổi làm cho bẻ mặt trên sân. Bạn có muốn xem qua trận đấu ấy không? Nếu vậy thì đừng bỏ qua video này nha. Chelsea tập trung đánh mạnh vào trung lộ bằng lối đá bóng ngắn và ít chạm. Còn MU thì sử dụng những đường truyền ra hai cánh cho Park Ji-sung và Ronaldo, vừa để chuyển hướng tấn công vừa tăng tính đột biến. Khác nhau cơ bản về lối chơi là vậy, nhưng cả hai đều có chung một điểm, đó là sự thận trọng, thể hiện bằng việc đều bố trí hệ thống phòng ngự từ xa, bám người chặt, áp sát nhanh và không ngại va chạm. Điển hình là pha đồng độ giữa Ronaldo và Lampard ở trung lộ. Vậy nên, trong khoảng nửa đầu hiệp 1, không khí sôi động là có thừa, nhưng phần nhiều chỉ diễn ra ở giữa sân, khung thành hai bên hầu như chẳng mấy khi có sóng gió. Phút 22, sau khi nhận đường chuyền bóng từ người đồng đội, Ronaldo có pha đi bóng quay ngược trở lại về phía khung thành, nhưng đường tạt lại trúng vào tay Ashley Cole và quả đá phạt chết bên cánh phải đã được dành cho đội chủ nhà. Nhận trọng trách thực hiện quả đá phạt, Ronaldo từ từ quan sát và có pha bấm bóng vượt qua hàng rào các cầu thủ, nhưng hướng bóng lại đi chết ra khỏi phía khung thành do pha cản phá bằng đầu của Didier Drogba. Một pha bóng đầy lộn xộn trước khung thành của đội khách, có thể thấy được trên sân đấu khi ấy khá căng thẳng khi mà Ronaldo có màn tranh chấp tay đôi với Ricardo Cavani của The Blue và trọng tài Howard Webb phải vào cuộc. Pha quay chậm lại cho thấy có vẻ như hậu vệ của Chelsea đã có pha phạm lỗi trước CR7 khi mà trong một tình huống tranh chấp, số 6 của The Blues đã dùng đầu gối hất vào mông của siêu sao người Bồ khiến anh mất thăng bằng và ngã xuống sân. Nhìn vào gương mặt đầy giận dữ của Ronaldo cũng thấy được anh bất mãn như thế nào với quyết định của vị trọng tài trận đấu khi mà ông vua áo đen này cho CR7 ăn thẻ vàng. Rooney và Ryan Giggs có một pha phối hợp diễn kịch đánh lừa hậu vệ Chelsea để tiền vệ người xứ Wales rất nhanh thực hiện pha dẫn bóng và tung ra một quả tạt chính xác để Ronaldo băng vào đánh đầu tung lưới Peter Cech. Tuy nhiên, khi Giggs bắt đầu dẫn bóng thì trọng tài biên đã ngay lập tức phất cờ. Ông cho rằng các cầu thủ MU đã thực hiện sai tình huống đá phạt góc. Điều này khiến những cầu thủ áo đỏ, đặc biệt là Rooney và Giggs, tỏ ra rất tức giận. Họ chạy về phía vị trọng tài biên và thanh minh. Và dù có thanh minh đến mấy thì bàn thắng cũng không được công nhận. Các cầu thủ MU phải thực hiện lại quả đá phạt góc của mình. Rất may là lần thực hiện thứ hai của tiền vệ người xứ Wales vẫn thành bàn khi Vidic đánh đầu đập đất hạ gục thủ môn của Chelsea. Càng xuôi về cuối hiệp, Ronaldo và các đồng đội càng dồn lên mạnh hơn. Hàng thủ Chelsea kiên cường chắn đỡ những pha đi bóng đầy táo bạo của các cầu thủ Quỷ Đỏ. Có lẽ cái thiếu của Chelsea không nằm ở khía cạnh cá nhân mà là xuất phát từ lối chơi tập thể, thiếu kết dính và ít lửa, khiến Lampard và đồng đội vì vậy gần như chẳng tạo được dấu ấn tích cực nào trong 45 phút còn lại của trận đấu. MU thì ngược lại, bước vào trận đại chiến, Ronaldo và đồng đội vốn dĩ đã có tâm lý thoải mái, nên sau khi có bàn mở tỷ số, Quỷ Đỏ càng tỏ ra ung dung. Chính từ nền tảng tâm lý tốt hơn ấy, lối đá của MU sáng và hiệu quả cũng là điều đương nhiên.
MU chủ động kìm hãm tốc độ nhưng vẫn đủ sức thi đấu thanh thoát và tổ chức tấn công có đường nét hơn hẳn Chelsea với các pha xử lý đậm chất kỹ thuật của Cristiano Ronaldo. Tình thế càng thêm khó khăn cho thầy trò Scolari khi cách biệt của trận đấu được gia tăng vào phút 63. Ronaldo di chuyển sang bên trái và anh đã có pha chồng cánh đẹp mắt cho Evra bằng cú giật gót điệu nghệ. Hậu vệ người Pháp chuyền bóng vào trong và Rooney đã kết thúc thành công tình huống phối hợp đẹp như mơ đó bằng cú chạm đưa bóng qua hai chân của Ashley Cole và Jack đang chịu bó tay. 2-0 cho MU và chiến thắng đã đến gần hơn bao giờ hết. Trong một tình huống tranh chấp khác với đàn anh Lampard, vì quá ham bóng, Ronaldo đã giơ chân đá mạnh vào bắp chân sâu của ngôi sao bên phía Chelsea. Thay vì hình ảnh giơ tay ra dấu, không phải lỗi của tôi đâu, lỗi định mệnh đấy, thì CR7 lại nhanh chóng tiến đến bên tiền đạo Lampard để hỏi thăm và giơ tay ra dấu xin lỗi vì pha va chạm của mình với trọng tài. Tôi tin chắc rằng với những fan bóng đá trung lập thì hình ảnh hai ngôi sao động viên và cười với nhau trong trận đấu đó có lẽ là hình ảnh đẹp nhất của màn trận đấu hôm ấy. Thực hiện quả đá phạt, Ronaldo đã đưa bóng đi trúng vào người Frank Lampard đứng trong hàng rào. Quỹ đạo bay của trái bóng bị thay đổi, chệch khỏi khung thành của Jack. Một tình huống đầy đáng tiếc khác lại đến từ ngôi sao người Bồ. Thủ môn người Czech Viktor Jack đã chơi không được tỉnh táo khi màn lưới của đội khách đã bị tung lên một lần nữa. Trong tình huống đối mặt không quá khó để Ronaldo lừa được Jack, nhưng trọng tài Bim đã căng cờ báo việt vị với pha bóng vào lưới ấy. Phút 84, lại là Ronaldo, anh liên tiếp có những cú nã đại bác cực hiểm hóc và mạnh mẽ về phía khung thành của Chelsea. Thực hiện cú sút bu lai má quen thuộc ở ngoài vòng cấm, nhưng CR7 lại đưa bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc. Và với thế trận bế tắc trong suốt phần còn lại của trận đấu, việc Chelsea để thủng lưới thêm chỉ còn là vấn đề thời gian. Cái tên Ronaldo lại một lần nữa được xướng lên trên khắp các khán đài nhà hát của những giấc mơ. Dù rằng anh không phải là cầu thủ ghi bàn thắng, chính xác là vào phút 87, CR7 xuất phạt từ bên cánh trái và Berbatov khôn khéo lẹn súng dứt điểm nối bằng cú đệm bóng nhanh như cắt và khá tinh tế. Dĩ nhiên, Jack chẳng thể làm gì nổi trong pha bóng này. Khoảng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để Chelsea làm nên được trò trống gì, dù chỉ là một bàn thắng danh dự nhỏ nhoi và đành thất thểu trở về thành London với nỗi nhục không biết đến bao giờ mới gột rửa được. Còn các cổ động viên MU đã được dịp mặc sức hát vang những lời bài ca chiến thắng vì không dễ gì đánh bại được Chelsea một cách ngon ăn đến thế. Ronaldo và đồng đội đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn khi đè bẹp Chelsea của các đàn anh huyền thoại Lampard, Pollock và Jack không thương tiếc. Bạn nghĩ sao về trận đấu này? Hãy chia sẻ ý kiến cho chúng tôi biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake?